Xin chào các bạn. Hôm nay tôi đi làm sớm và kết quả là không tắc đường nhưng phải đứng đợi ở ngoài vì không có chìa khóa của phòng. Nhưng dẫu sao thì đi làm sớm cũng khá là thú vị vì bạn sẽ tránh được tắc đường và có tâm lý thoải mái khi làm việc. Ví dụ như bạn đi làm tới lúc 7 giờ thì có khả năng là 7 giờ 15 bạn sẽ đến nơi, nhưng nếu bạn đi từ 7 rưỡi thì khả năng là 8 giờ bạn mới đến nơi. Thì như vậy có nguy cơ là trễ giờ và sẽ bị trừ điểm thi đua. Với tôi thì thà đến sớm rồi ngồi đợi người đến mở cửa phòng còn hơn là chúng ta đợi đèn xanh đèn đỏ trên đường, đợi ở chỗ tắc đường. Rồi công ty vẫn thoải mái hơn đúng phải không? Phải không nào? Có điều hòa các kiểu. Các bạn hãy đi sớm để có tinh thần làm việc hiệu quả nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.